Thì như các bạn cũng biết thì dạo này dịch bệnh Covid nó cũng trở nên phức tạp rồi. Chắc rất là nhiều người bị cũng như là rất là nhiều người mắc. Nguy cơ tái bùng dịch rất là cao. Chứ vậy mà việc mà các bạn tự bảo vệ mình cũng như là bảo vệ người thân của mình rất là quan trọng. Bởi vì sức khỏe của ai thì người đó giữ thôi. Tốt hơn hết thì các bạn nên giữ khoảng cách và không nên tụ tập ở những nơi đông người. Và nếu mà có những cái việc cần mà phải tụ tập ở những nơi đông người á thì mình nên trang bị cho mình những cái khẩu trang như là khẩu trang y tế. Nếu mà các bạn đeo khẩu trang vải thì phải chồng thêm một cái khẩu trang y tế nữa để cho nó kín cái mặt của mình, hạn chế giọt bắn từ những người khác có thể hoặc là những cái con virus nó đang bay ở trong không khí á, thì mình vô tình mình hít phải thì mình sẽ bị nhiễm bệnh. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái khẩu trang này cũng khá là hay ho. Mình vừa mới mua được ở trên Lazada. Thì cái khẩu trang này nó tự tự giống như cái khẩu trang KN95 á, hay nói đúng hơn là cái khẩu trang này là cái khẩu trang bảo hộ lao động. Thường thường dành cho những người như là thợ sơn hoặc là những người mà thi công công trình đó, thì họ hay sử dụng những cái loại khẩu trang như thế này. Thì đặc tính của cái khẩu trang này đó là nó sẽ chống được bụi mịn rất là tốt. Nếu mà các bạn đeo cái khẩu trang này ra ngoài đường á, chẳng hạn như vào trong những cái ngày mà ô nhiễm nặng á, hoặc là có chỉ số nồng độ bụi này kia, bụi mịn này kia cao á, thì các bạn đeo cái khẩu trang này nó sẽ an toàn và bảo vệ cho mình hơn những cái loại khẩu trang khác. Thì cái khẩu trang này là cái khẩu trang của Trung Quốc. Đó, toàn là tiếng Trung không ạ. Thì tiếng Trung mình không có biết đọc. Thì đại khái là cái khẩu trang này nó sẽ giúp cho mình lọc bụi nè, cũng như là hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tật. Và ở phía bên trong cái khẩu trang này nó sẽ có một cái miếng lọc. Thì nếu mà các bạn làm ở những cái công trình bụi bặm hoặc là đi ngoài bụi này kia thì khoảng từ 3 cho đến 5 ngày thì mình phải thay cái miếng lọc đó. Hoặc là nếu mà trong môi trường bụi bặm rất là nhiều á thì các bạn nên thay mỗi ngày. Cái khẩu trang này hay một cái đó là các bạn có thể cắt những cái khẩu trang y tế của mình và các bạn làm miếng lót luôn cũng được nữa. Chứ không cần phải cái miếng lót này của nó, hoặc là các bạn có thể đôn thêm nhiều lớp khẩu trang y tế sẽ giúp cho mình bảo vệ mình tốt hơn, giống như là mình đeo những cái khẩu trang mình đeo nhiều lớp khẩu trang y tế vậy đó. Thì đây là cái hộp của nó, cũng không có gì đáng nói. Ở phía bên trong thì nó chỉ có vậy thôi. Đây là cái khẩu trang chính của mình nè. Sorry các bạn, cái máy nó bị rớt, mà không sao. Và nó sẽ có hai cái tờ giấy. Một cái tờ giấy là ngày sản xuất á, cũng như là đáp ứng cái tiêu chuẩn gì á của bên Trung Quốc mình cũng chả biết nữa. Còn cái giấy này sẽ là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là một số cái thông tin. Thì để đọc được thì ngoại trừ bạn biết tiếng Trung, còn không thì bạn có thể nhờ Google dịch cũng được. Mình quét những cái chữ này và mình nhờ Google dịch đọc cũng được. Đó, giấy bỏ qua một bên đi. Cái hộp cũng bỏ qua một bên luôn. Đây là cái khẩu trang chính của mình. Thì như cái bài review trước mình review cái khẩu trang Zatong KN95 á, thì cái khẩu trang đó nó có khá là nhiều nhược điểm á. Cái thứ nhất là nó sẽ khi mà mình đeo á, mình siết cái cọng dây, do là cái cọng dây cái bản tròn á thì nó sẽ tạo nên cái lực ép, nó tạo nên cái lực ép tập trung vào cho một điểm á. Đó, nó sẽ gây cho mình rất là cảm giác rất là bí bách cũng như là đau đầu. Mà nếu mà mình không siết chặt thì nó sẽ không ôm vào trong cái mặt của mình. Và một cái nữa đó là cái khẩu trang mà Zatong KN95 bữa mà mình review á, nó chống bụi thật sự không tốt. Bởi vì mình thử mình lấy cái chai xịt dán á và mình xịt thì hầu như là nó chỉ đỡ được khoảng chừng 2 phần thôi. Còn 8 phần còn lại thì mình vẫn ngửi được cái mùi của cái bình xịt dán đó.
Đó, với lại một phần là do là cái silicon của cái khẩu trang da tông KN95 của cái bài review trước á, nó mỏng đó, nó mỏng nên khi mà mình đeo vô á thì nó sẽ cứng lên cái mặt của mình, và sẽ gây cái cảm giác tì đè rất là khó chịu, và khi mà mình cởi ra thì nó sẽ tạo nên những cái vết hằn và những cái vết đỏ đó. Thì cái khẩu trang này, nói sơ qua về cái khẩu trang này, cái khẩu trang này thì nó cũng có hệ thống lọc khí giống như là cái những cái khẩu trang KN95 quen thuộc của các bạn á đó. Thì cái này thì nó hơn một cái là nó có hai cái đường, một cái đường này là sẽ lấy khí vào và một cái đường này sẽ thở khí ra. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó cũng khá là đơn giản, khi mà mình hít vào á thì cái tấm che này nè nó sẽ dở lên và luồng không khí nó sẽ đi qua phía bên đây, và phía bên trong sẽ là một cái tấm lọc đó, nó sẽ đi qua tấm lọc đó, và cái tấm chặn này nè nó sẽ mở ra và sẽ hít khí vào, và khi mà mình thở ra thì ngược lại cái tấm dưới đây nó sẽ mở ra đó, đó nó sẽ mở ra và không khí nó sẽ thoát ra, còn khi mà mình hít vào thì cái này nó sẽ đóng lại và cái này nó sẽ mở ra đó, như vậy thôi. Đây là cái mặt nạ chính của nó. Thì thật sự thì cái thiết kế này khi mà mình đeo ra ngoài đường đã bảo trở thành tâm điểm chú ý của người khác luôn á, bởi vì nó nhìn nó hơi bị cồng kềnh, với nhìn cái kiểu cách giống như là siêu nhân robot gì đó đó, giống như là những người trên phi hành gia này nọ, nói chung là nhìn nó hơi hơi bị nghiêm trọng vậy lắm. Cái tấm này mình có thể gỡ ra được, thì khi mà mua về thì các bạn nên gỡ ra, bởi vì cái tấm này mình thấy để cũng chả có ý nghĩa gì cả, nó không có ý nghĩa gì lắm, nên là mình sẽ lột ra, nhìn cái tổng quan về cái khẩu trang nó sẽ đẹp hơn. Thì mình nên lột ra từ từ thôi, hạn chế keo nó sẽ dính vào trên cái bề mặt này. Đó, như vậy là mình đã lọc xong. Và đây là cái khẩu trang của mình. Thì nói sơ qua về cái mặt khẩu trang này, đây là những cái lỗ để mình lấy khí nè, có thương hiệu TF. Cũng chả hiểu khẩu trang này nó thương hiệu gì cả. Đó, thì cái vòng này nó sẽ làm nguyên một cái vòng bằng silicon luôn. Cái silicon này á thì nó dởm hơn là cái silicon của cái khẩu trang sa tông KN95 mà bữa mình review, bởi vì theo nhà sản xuất nói á thì cái khẩu trang này nó sẽ không chịu được cái nhiệt độ cao, hoặc là không chịu được trong môi trường dung môi chẳng hạn như là xăng dầu này nọ đó, hay là những cái chất tẩy rửa mạnh, thì nó sẽ rất là dễ làm biến dạng, làm giòn và gãy, cũng như là biến dạng về cái chất lượng của cái silicon này. Nhưng mà ngược lại thì cái miếng silicon này nó dày và nó rất là êm luôn. Thì một cái như thế này nè, trừ cái miếng lọc này ra nha, thì cái vòng đời sử dụng của nó là khoảng 5 năm. Có nghĩa là sau 5 năm á thì cái cao su này nè, thì cái silicon này nè nó sẽ bị giòn, bị gãy vỡ, cũng như là nó sẽ không còn ôm sát cái mặt mình nữa, là lúc đó là các bạn nên thay cái khác. Đó, về cái phần dây đeo, cái dây đeo này thì nó hơi rắc rối so với những cái khẩu trang thông thường khác, như là khẩu trang y tế, khẩu trang vải, hoặc là cái khẩu trang, bất kỳ cái khẩu trang nào. Thì đây gọi là không, cái này không phải gọi là khẩu trang mà nó gọi là mặt nạ phòng độc, mặt nạ bảo hộ lao động đó. Thì đây là cái chỗ để cho mình thay cái miếng lọc này. Đó, cái miếng lọc nó sẽ nằm gói gọn ở phía bên trong cái mặt này, như thế này. Cái miếng lọc này mình cũng chả biết ở phía bên trong nó là cái gì, nhưng mà nó chắc có thể là một lớp than hoạt tính, hoặc là một lớp bông gì đó, vải lọc, nó nói chung là vải lọc đi.
khi mà mình hít vào thì không khí nó sẽ đi qua cái miếng lọc này. Bởi vì miếng lọc này nó có nhiều lớp cũng như là cái cấu kết của nó, cái kết cấu của nó đó rất là chặt. Do đó nên là những cái hạt bụi như là bụi mịn PM 2.5 này nọ đó thì nó sẽ được giữ trong cái khẩu trang này. Chính vì vậy mà nếu mà môi trường thường xuyên ô nhiễm hoặc là ô nhiễm nặng á thì tốt nhất là các bạn nên thay thế cái miếng lọc này mỗi ngày để giúp cho mình hiệu quả cũng như là tối ưu về cái sự bảo vệ của cái khẩu trang này đối với mình. Đó thì để khuyến nghị cái khẩu trang này có thể phòng chống được virus COVID hay không thì mình nghĩ là để có thể bảo vệ tốt hơn thì mình nên độ và chế thêm cái miếng lọc này, bởi vì cái miếng lọc này nó sẽ không đủ. Thì thay vào đó thì các bạn nên là lấy một cái tấm vải hoặc là một cái tấm chẳng hạn như cái này đi, chẳng hạn như là cái khẩu trang y tế này đi. Đó thì các bạn sẽ cắt sao mà cho nó vừa cái miếng này, đúng không? Đó, vừa cái miếng này. Sau đó thì các bạn mỗi khi mà trước khi mà các bạn đi ra ngoài đường á thì các bạn nên là xịt cồn lên trên cái bề mặt cái khẩu trang này. Và sau đó mình sẽ ụp lên. Ý là sau khi mà các bạn đã cắt cho nó vừa vặn so với cái miếng này rồi đó. Đó, thì các bạn sẽ ụp nó lên. Các bạn xịt cồn ở phía bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ nhét vào. Thì như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái lớp bảo vệ, bởi vì là do là cồn có khả năng diệt được virus corona đó, virus covid đó. Nhưng mà nên lưu ý là đợi cho nó khô thì các bạn hãy đeo vào, bởi vì nếu mà các bạn đeo vào lúc mà nó còn ướt này kia thì mùi cồn nó sẽ không tốt cho cơ thể cũng như là không tốt cho sức khỏe mà nó sẽ gây hại đó. Thì cái đó là mình độ chế thêm thôi. Hoặc là các bạn muốn có nhiều lớp này nọ đó thì các bạn có thể cắt một lúc là hai ba tấm khẩu trang như thế này và các bạn sẽ chồng lên nó thành hai ba lớp cộng với một cái lớp bông này phía bên trong nữa thì cái hiệu quả nó bảo vệ nó sẽ được tối ưu hơn. Một cái điều mình không thích ở cái khẩu trang này đó là rất là khó đóng, khi mà mình tháo ra thì dễ nhưng mà để gắn lại thì nó rất là khó, bởi vì chỉ cần là một chút xíu thôi thì mình sẽ không thể nào mà mình đóng lại được. Đó, trên này nó có sẵn cái mí nè, mình phải để cho nó sát mí như thế này và sau đó mình chỉ đóng lại đó. Mặc dù mình chỉ mới để lờ một chút xíu thôi thì nó cũng không đóng lại, bởi vì do là cái này nè đó nó bị ấy và nó không thể nào đóng lại được, do đó nên là mình sẽ phải điều chỉnh nó. Đó, mình điều chỉnh cho nó sát cái mí phía dưới này thì các bạn mới đóng lại được. Vẫn không đóng lại được luôn. Mỗi lần thay cả là một cái vấn đề. Không thì các bạn nên úp như thế này. Úp úp ở phía đây trước đi. Đó, thì mình đóng lại. Cái khẩu trang này nó hơi rắc rối. Thật ra thì sao mình cảm thấy nó đóng này kia khá là mất thời gian đó. Đó. Đó, như vậy là xong. Như vậy là xong nè. Và mình sẽ chỉ cho các bạn về cách đeo cái khẩu trang này nha. Và đây là cái khẩu trang của mình. Và để mà cái khẩu trang này nó sẽ được chia thành hai cái phần. Một cái phần này là cái phần để mình đội lên trên đầu và cái phần ở dưới là cái phần dây.
thì cái phần dây ở phía dưới thì mình sẽ điều chỉnh được. Đó, thì trước hết thì các bạn nên đeo lên đầu trước, đeo cái vòng lên đầu trước và hai cái cọng dây này nè. Đó, thì sau khi mà mình đã đeo lên đầu như thế này nè, đó, thì mình sẽ nắm cái này, và mình kéo chặt nó vào. Như thế là nó đã ôm. Mình nên điều chỉnh một chút xíu. Để anh chị mình điều chỉnh để cho nó sẽ để một lát nữa mình nói. Và hai hai cái này khi mà mình kéo vào á, thì cái khẩu tre nó sẽ tự động, nó sẽ ôm sát cái mặt mình, nó sẽ ôm sát mặt mình như thế này. Và đây là hai cái miếng gài. Cái miếng gài đây bạn thấy có một cái nứt đúng không? Và đây là một cái khoen, mình chỉ việc gài cái nứt lên cái khoen rồi. Đó, như thế rất là dễ dàng. Và mình sẽ vòng sau đằng sau cổ này. Đó, mình gắn lại thôi. Và đã chắc chắn rằng mình có đeo khẩu trang chuẩn hay chưa, thì các bạn nên là thở mạnh ra, chờ mình xíu, bởi vì cái nắp lúc nãy mà mình đóng á đó, nó chưa có vô khớp nên là nó bị xúc ra rồi. Để mình sẽ gài lại. Đó, như vậy là nó đã vô khớp rồi. Và mình sẽ đổi lại. Đổi cái vòng lên đầu trước, sau đó mình sẽ kéo. Bạn nhớ là cho nó cái mí này nè, nó phải thẳng với lại đường chính giữa này, nó phải thẳng với cái sống mũi của mình. Và sau đó thì mình sẽ gà nó lại như thế. Như vậy là xong. Đây là mình đã đeo xong cái khẩu trang và đã có thể rằng mình kiểm tra rằng mình có đeo chuẩn hay chưa đó. Thì các bạn nên thở mạnh ra. Nếu mà các bạn thấy khí mà nó thoát ra từ ở phía trên đây nè, đó, nếu mà có luồng khí mà nó chạy ra thì có nghĩa là các bạn đeo khẩu trang nó chưa chuẩn và cái phần silicon này nó sẽ chưa có ốp sát vào trong cái mặt của mình. Mình phải cần phải tháo ra và mình phải điều chỉnh lại. Các bạn điều chỉnh làm sao mà khi mà mình thở ra thì cái luồng khí nó chỉ thoát ra một đường là phía dưới đây thôi. Xíu. Đó, chẳng hạn như tờ giấy này đi. Đó, bạn thấy không? Là cái luồng khí nó sẽ thoát ra dưới đây thôi. Có nghĩa là bạn đeo chuẩn. Và cái khẩu trang này á, bạn có thể đeo trong một cái thời gian nó rất là dài, cũng không có sợ đau nữa. Bởi vì do là mình không có đeo lên cái mang tai này, mà mình chỉ đeo vòng phía đằng sau cổ và trên đây thì nó đã chịu lực rồi đó, và đó là nó sẽ đem lại cái cảm giác hầu như là rất là dễ chịu hơn so với những cái khẩu trang khác. Đồng thời thì bạn cũng rất là dễ nói chuyện, nhất là những cái bạn nữ mà tô son này kia thì sẽ không sợ bị cho son bởi vì nó không có dính lên trên cái môi của mình đó. Các hoạt động như là nói chuyện, cười đùa này kia nó rất là tự nhiên và nó sẽ không có bị hạn chế so với những cái khẩu trang vải hoặc là những cái khẩu trang y tế khác. Mà ngược lại thì nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được những cái giọt bắn hoặc là những cái luồng hơi này kia nó xâm nhập vào, bởi vì nó đeo kính hết trơn rồi nên nó sẽ không có những cái luồng khí nó sẽ không có vào được. Cho đó nên là mình nghĩ là cái khẩu trang này nó sẽ bảo vệ cho các bạn tốt hơn so với những cái khẩu trang vải hoặc là những cái khẩu trang bình thường khác.
Và nếu mà các bạn hỏi đeo cái khẩu trang này á, thì thật sự ra thì mình thấy nó dễ thở hơn là so với cái khẩu trang y tế. Bởi vì nó có khi mà mình thở ra thì cái hơi nóng nó sẽ không có phà lại cái mặt của mình so với những cái khẩu trang y tế. Và ngược lại thì khi mà mình hít vào á, nó cũng rất là dễ thở luôn đó. Và cái cọng dây này á, nó rất là mềm bởi vì là do là cái bản của nó bự. Còn cái khẩu trang y tế, cái bản nó rất là nhỏ, do đó nên là nó sẽ tì đè và nó sẽ ép vào trong cái mặt mình, đeo lâu dài thì nó sẽ gây đau. Và cái khẩu trang này không có, đeo rất là êm luôn. Đó, thì nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể lên trên Shopee và search với từ khóa là mặt nạ chống bụi, chống độc gì đó. Thì lướt lướt một hồi thì nó sẽ có cái khẩu trang như thế này.